thuyết pháp cho chúng con bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh bàn tay sư ạ. Con xin xuống mất. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ, hôm nay tiếp tục chúng ta học cái chương 3, ba pháp phẩm thứ 6 các Bà La Môn và câu thứ 60. Thì trong cái câu 60 này nó có hai đoạn, hai phần. Phần thứ nhất và phần thứ hai. Phần thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 3. Bây giờ thì sư xin đọc từng phần rồi sẽ giải thích phần chánh kinh. Sankara quá. Rồi Bà La Môn Sankara quá đi đến Thế Tôn ngồi xuống một bên. Bà La Môn Sankara bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và khuyên người khác làm lễ tế đàn. Ở đây thưa Tôn giả Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên người khác làm lễ tế đàn, tất cả đều thực hành con đường đưa đến công đức cho nhiều người, tức là kết quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, ai xuất gia, từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ nhiếp phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã của mình chứng được Niết Bàn. Như vậy, người ấy thực hành con đường đưa đến công đức chỉ một mình, tức là kết quả của sự xuất gia. Thì trong đoạn này đó là vị Bà La Môn Sankara quá đến và nói với Đức Phật rằng nếu ở bên Bà La Môn đó thì họ làm lễ tế đàn rồi khuyên bảo các người khác đó, cùng làm lễ tế đàn thì sẽ thực hành cái con đường công đức cho nhiều người. Nhưng mà quý vị biết rằng những cái lễ tế đàn của bên Bà La Môn đó đâu phải là đưa đến cái sự công đức. Họ nghĩ như vậy nhưng mà họ giết rất nhiều cái con thú để lấy máu để tế thần, nhưng mà họ nghĩ vậy là cái làm cái công đức. Và nói rằng ở bên Phật giáo, nếu mà xuất gia, từ bỏ gia đình rồi sống không gia đình, chỉ nhiếp phục cái tự ngã, chỉ an tịnh cái tự ngã, thì chỉ làm cho cái người đó cái được cái công đức. Thì Đức Phật mới hỏi cái vị Bà La Môn: Vậy này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ngươi, nhà ngươi kham nhẫn như thế nào? Hãy như vậy trả lời, nhà ngươi nghĩ thế nào? Này Bà La Môn, ở đây Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đầy đủ trí và đức, bậc thiện thệ hiểu biết thế gian, bậc vô thượng vị đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, bậc đạo sư cho chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn. Vị ấy nói như sau: Đây là con đường, đây là đạo lộ, thực hành con đường này ta sẽ thể nhập vô thượng phạm hạnh, tự mình giới thắng trí chính đạt an trú và tiên thiết. Các người hãy đến, hãy như vậy thực hành, các người thể nhập vô thượng phạm hạnh, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú. Như vậy, vị đạo sư này thuyết pháp và các người khác như thật hành trì. Số người như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn. Nhà ngươi nghĩ thế nào? Nay Bà La Môn, sự việc là như vậy, thời con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng chỉ đến một người hay ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia.
Sự việc này là như vậy, thưa tôn giả Gotama, con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. Thì trong cái đoạn này đó, Đức Phật mới hỏi lại cái vị Bà La Môn, nếu cái vị này chứng đạt như Đức Phật, sau khi chứng đạt quả vị chánh đẳng chánh giác, thì thuyết pháp chỉ dẫn cái con đường cho nhiều người xuất gia, thì như vậy đó sẽ tự thân được an lạc, nhưng mà làm cho nhiều người cũng hưởng được sự hạnh phúc an lạc giải thoát. Được nghe nói như vậy, tôn giả A Nan nói với Bà La Môn Sanggarawa, trong hai con đường này Bà La Môn, con đường nào ngươi có thể tham nhẫn và giản dị hơn, ít khó hơn, kết quả lớn hơn và lợi lớn hơn? Được nói như vậy, Bà La Môn Sanggarawa nói với tôn giả Ananda, như tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ ba Bà La Môn Sanggarawa nói với tôn giả Ananda, như tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau, cho đến lần thứ ba Bà La Môn Sanggarawa được hỏi một câu đúng không, hãy tránh né không trả lời, vậy ta hãy giải tỏ việc này. Thì trong cái đoạn này khi mà được hỏi thì vị Bà La Môn đã tránh né, không trả lời thẳng vào cái câu hỏi của Đức Phật, cho nên là Đức Phật đã chuyển cái cuộc đối thoại sang một cái vấn đề khác. Thì chúng ta thấy rằng ở đây một cái vị mà xuất gia rồi tự mình tu tập chứng ngộ chứng đạt các cái thánh quả, rồi vị này hướng dẫn cho những cái vị khác có sự hiểu biết tu tập hướng đến cái con đường cao thượng, thì tự bản thân cái vị đó đã tạo cái công đức phước báo hướng đến cái sự giải thoát cho chính bản thân. Và nếu mà vị này với những người có nhân duyên, vị này hướng dẫn cho những người đó an trú vào trong các cái thiện pháp như là bố thí, trì giới, tu tiến, tạo trữ những cái công đức phước báo, thì cả hai đều được phước báo. Do đó mà Đức Phật đã nói rằng sự xuất hiện của một người đem đến lợi ích cho phần đông, đem đến hạnh phúc cho phần đông, đem đến hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Thì ở đây quý vị thấy rằng đó, khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian, từ lúc mà Ngài chứng đạt đạo quả, bắt đầu Ngài thuyết giảng giáo pháp suốt trong 45 năm, thì vô số các chúng sanh hữu duyên, những chúng sanh nào đã tạo trữ công đức phước báo thì được nghe Đức Phật thuyết giảng, hưởng được cái lợi lạc từ cái hạnh phúc hiệp thế, tức là mặc dù là còn phàm nhân nhưng mà nhờ hiểu biết cái giáo pháp, tránh xa những điều ác, làm những việc lành cũng được sự an lạc. Rồi những người mà cái nhân duyên đầy đủ hơn, sau khi Đức Phật thuyết pháp rồi, từ bỏ đời sống thế tục, xuất gia theo con đường hạnh, rồi nỗ lực tu tập chứng đạt quả vị từ các tầng thánh hữu học cho đến
thánh lậu tạnh thì tùy theo duyên nghiệp của mỗi người mà đạt được cái sự an lạc hạnh phúc, mà không riêng về ở cõi nhân loại mà vô số chư thiên, những chư thiên hữu duyên tạo trữ công đức, cũng có vô số chư thiên đã được hưởng sự an lạc hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Phật. Do đó mà Đức Phật nói rằng sự xuất hiện của bậc chánh đẳng chánh giác đem đến hạnh phúc cho phần đông, an lạc cho phần đông, và đem đến sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Và bây giờ qua cái đoạn thứ hai. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Sangharawa: này Bà La Môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại? Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay trong cung điện nhà vua câu chuyện như sau đã khởi lên. Khi hội chúng của nhà vua ngồi tụ họp lại, thở xưa này các tỷ kheo ít hơn nhưng nhiều hơn là các pháp thượng nhân, các thần thông, thần biến được thị hiện. Ngày nay này các tỷ kheo nhiều hơn nhưng ít hơn là các pháp thượng nhân, các thần thông, thần biến được thị hiện. Thưa Tôn giả Gotama, đây là câu chuyện đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. Này Bà La Môn, có ba loại thần thông. Thế nào là ba? Thần thông biến hóa, thần thông ký thuyết, thần thông giáo hóa. Và này Bà La Môn, thế nào là thần thông biến hóa? Ở đây này các tỷ kheo, có người chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như trong nước, đi trên nước không nứt rẽ, như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không, như con chim với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quay lực, đại thần lực như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Thì quý vị biết rằng cái thời kỳ đầu đó thì có nhiều cái vị tỳ khưu cũng hay thể hiện thần thông. Có một lần nhân cái vị tỳ khưu thể hiện thần thông, cái tảng đá bay trên hư không làm cho dân chúng ở trong cái kinh thành nó hoảng sợ. Cho nên từ đó mà Đức Thế Tôn cấm chế vị tỳ khưu không được triển khai cái thần thông. Rồi Đức Phật mới đề cập đến ba loại thần thông. Thì cái thần thông thứ nhất tức là loại thần thông biến hóa. Thì cái thần thông này đó là giống như là người mà ảo thuật mà thôi. Tức là những cái vị mà sau khi mà chứng đạt được các tầng thiền rồi đó thì có thể thể hiện thần thông như là đi trên nước, đi trên lửa, đi trên hư không, đi xuyên qua tường vách vân vân. Là những cái biến hóa mà một người ra nhiều người vân vân. Thì những cái thần thông này đó, mặc dù những cái vị này có một cái năng lực siêu phàm, nhưng mà đó các vị này chưa có chứng đạt cái pháp thượng nhân, chưa chứng đạt pháp mà giải thoát. Thì những cái loại thần thông như vậy đó nó cũng còn ở trong hiện, cũng còn ở trong thế gian. Và thế nào này Bà La Môn là thần thông giáo hóa? Ở đây này Bà La Môn, có người giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy. Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy.
hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này, an trú. Này Bà La Môn, đây gọi là thần thông giáo hóa. Thì ở đây đó, xin lỗi, cái đoạn thứ 5 là thần thông ký thuyết. Ở đây này Bà La Môn, có người nói lên nhờ tướng. Như vậy là ý của người như thế này, là ý của người như thế này, là tâm của người. Nếu vị ấy nói lên có nhiều cũng chỉ như vậy, không có gì khác. Ở đây này Bà La Môn, có người nói lên không nhờ tướng, như nghe tiếng của loài người hay của phi nhân hay của chư thiên, liền nói lên. Như vậy là ý của người như thế này, ý của người như thế này là tâm của người. Nếu vị này nói lên có nhiều cũng chỉ là nói như vậy, không có gì khác. Ở đây này Bà La Môn, có người nói lên không nhờ tướng, cũng không nhờ nghe tiếng của loài người hay loài phi nhân hay chư thiên mà nói lên. Nhưng sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng, có suy tư, sau khi suy tầm, suy tư liền nói lên. Như vậy là ý của người, như thế là những ý của người, như tâm của người. Nếu vị ấy nói lên có nhiều cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Ở đây này Bà La Môn, có người không nói lên nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của loài người hay phi nhân hay chư thiên, không nói lên khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và suy tư, sau khi suy tầm và suy tư, nhưng thành tựu định thông tầm tứ với tâm, rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ đó. Nếu vị ấy nói lên có nhiều cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Này Bà La Môn, đây gọi là thần thông ký thuyết. Thì cái thần thông thứ hai này đó là Đức Phật gọi là thần thông ký thuyết. Thì có những người có cái gọi là tha tâm thông, là có thể cái vị này có cái khả năng biết được cái ý của người khác. Ví dụ có nhiều vị Bà La Môn mà họ tu tập, họ luyện được cái thần thông. Khi mà có một cái người nào đó đến, chưa cần mở miệng hỏi, thì những cái người này đó có thể được hiểu biết được cái tâm ý của người này đang muốn hỏi về cái vấn đề gì. Tức là cái khả năng mà biết được tâm khác. Quý vị thấy rằng có nhiều người họ lấy thần thông mà bây giờ những người này họ gọi là làm về cái nghề bói toán. Thì những chúng sanh này đó có cái khả năng là biết được cái tâm của ý của người khác. Rồi khi mà một cái người nào đó họ đến, họ đến thì có khi những cái người này đó đọc được cái suy nghĩ hoặc là hiểu được cái tâm ý của người đó, sẽ giải đáp những cái điều mà người kia muốn hỏi. Nhưng mà những cái thần thông là tầm thường thôi. Vì những cái gì mà đạt được cái tha tâm thông này đó thì chỉ chứng đạt những cái thiền hiệp thế, chứ chưa có đạt đến cái sự giác. Cho nên cái biến hóa thần thông hay ký thuyết thần thông hay là tha tâm thông đó, thì những cái thần thông này đó là còn nằm trong hiệp thế, chưa có giải thoát. Cho nên sau này là Đức Phật cấm chế chư tỳ khưu không được thể hiện cái thần thông. Tại vì đôi lúc những cái vị này thể hiện thần thông rồi được trưng, rồi được lợi lộc, thì quên đi cái sự tu tập. Cho nên là từ đó mà Đức Phật cấm chế, không cho chư tỳ khưu
thể hiện thần thông. Rồi những cái bên ngoại đạo có nhiều khi họ nói là hồi trước á, thì chưa thể hiện thần thông, còn bây giờ là sau không có những gì á, là không có thần thông nữa. Nhưng mà Đức Phật đã ngăn cấm không cho chư thì khu để mà thể hiện thần thông. Những vị nào mà thể hiện thần thông thì phạm vào cái giới của Đức Phật đã cấm chế. Và tiếp tục cái đoạn cuối là như thế nào này Bà La Môn là thần thông giáo hóa. Ở đây này Bà La Môn, có người giáo giới như sau, hãy suy nghĩ như thế này, suy nghĩ như vậy, hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy, hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú. Này Bà La Môn, đây gọi là thần thông giáo hóa. Này Bà La Môn, có ba loại thần thông này. Trong ba loại thần thông này, người có thể chấp nhận loại thần thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, loại thần thông này, ở đây có người chứng được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ai làm loại thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm loại thần thông ấy, tự mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, được xem tính chất như là quyển hóa. Còn loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ở đây có người nhờ tướng nói lên. Sau khi nghe tiếng chư thiên, sau khi nghe tiếng trình bày rõ ràng của suy tư, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ai làm thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông, tự mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, được xé. Còn loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ở đây có người giáo giới như sau, hãy suy nghĩ như thế này, hãy đạt đến cái này và an trú loại thần thông này. Thưa tôn giả Gotama, tôi có thể chấp nhận là hy hữu và thù diệu hơn trong ba loại thần thông. Thật là di diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật là hy hữu, thưa tôn giả Gotama. Vấn đề này được tôn giả Gotama khéo khéo như vậy, chúng tôi thọ trì rằng tôn giả Gotama có thành tựu cả ba loại thần thông này. Thật vậy, tôn giả Gotama có thể chứng được nhiều loại thần thông. Thật vậy, tôn giả Gotama thành tựu được định thông không tầm không tứ, với tâm mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị tôn giả mà hướng đến nào, thời tâm của vị này lập tức suy tập. Tôn giả Gotama giáo giới như sau, hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy, hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy, hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an. Thật vậy này Bà La Môn, lời nói của ngươi trước như chống ta, sau xích lại gần ta, và ta sẽ trả lời cho ngươi. Này Bà La Môn, ta chứng được nhiều loại thần thông. Này là Bà La Môn, ta thành tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Tôn giả ma có thể giáo giới như sau, hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy, hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy, hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú. Thưa tôn giả Gotama, có một tỷ kheo nào khác cũng thành tựu được ba loại thần thông này ngoài tôn giả Gotama? Này 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn nữa là các tỷ kheo thành tựu được ba loại thần thông này. Nhưng thưa tôn giả Gotama, nay các tỷ kheo ấy hiện ở đâu? Này Bà La Môn,
trong chúng tỷ kheo này, thật di dự thay tôn giả Gotama, thật di dự thay tôn giả Gotama, như người dựng đứng những gì bị quăng bỏ, bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín chỉ đường cho người bị lạc đường, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối. Những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy. Pháp được tôn giả Gotama thuyết giảng với nhiều pháp môn. Con nay xin quy y tôn giả Gotama, xin quy y pháp, quy y tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung. Con trọn đời quy ngưỡng. Thì sau khi giải thích, vị Bà La Môn này đó đã hiểu biết được cái thần thông mà để giúp được cho con người khác, mà hiểu biết được để đạt được cái lợi ích, đó mới là cái cao thượng. Và cái thông chị thấy rằng đó, chỉ có Đức Phật ngài có được cái giáo hóa thần thông này. Khi mà nhiều vị tỳ khưu đó tâm của cái từ ở giáo thì cũng cái khả năng hoài lực của bậc chánh đẳng là cao thượng hơn. Cho cái giá thần thông như là nàng Patachari khi mà sắp sửa chứng đạt đạo quả, Đức Phật đã phóng quang hiện cho các cái vị này tâm quán sát của Đức Phật mà chứng đạt. Cho nên thánh đạo thả nó là cao thượng hơn cho nên cái chỉ là nguyện còn cái giáo hóa để an trú những người khác vào thánh đạo thánh quả, đưa đến cái con đường giải thoát niết bàn, đó mới cái thật cho những người khác giải thoát, chấm dứt cái tử luân hồi, hoặc là nếu mà những chúng sanh chưa đạt đến cái thánh quả trong cái thánh hữu học, nhưng mà ít ra cái con đường rơi vào khổ cảnh đã chấm dứt và rút ngắn được cái con đường sanh tử luân hồi thì nhiều lắm là bảy kiếp những chúng sanh đó cũng đạt đến sự chấm dứt. Tử luân giáo hóa thần thông á, nó rất là quan trọng và cao thượng.
Thì quý vị thấy rằng đó, đối với Đức Phật tùy theo chúng sanh, nhờ cái tha tâm mài Đức thuyết dược đối với cái đối tượng lắng nghe. Có nhiều người thì Đức Phật phải hỏi rồi phải giảng dạy rộng. Thí dụ như cái trường hợp mà con gái của người thợ dệt hỏi cô ta, hỏi rồi thì là Đức Phật tánh của ông này á, từ quá khứ đã thuần thục nhân nhiễn rồi, bây giờ chỉ cần thiết hỏi ngắn gọn thì khơi gợi cái tâm ông ta quán sát, ông ta sẽ chứng đạt đạo quả. Cho nên là Đức Phật chỉ thiết hết sức là ngắn gọn, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ. Vì từ quá khứ là ông Phật quá khứ là một vị tỳ đã nỗ lực tu tập rất là tinh cần, nhưng mà các cái pháp độ của cái vị tỳ khu này chưa đầy đủ nỗ lực tinh tấn tu tập, vị này đã bổ túc đầy đủ các pháp độ rồi, vị này trở thành một cái vị phạm thiên. Sau khi đến cái thời kỳ Đức Phật hiện tại, Đức Phật Gotama, thì cái vị phạm thiên này xuống tái sanh làm người nhờ cái túc duyên. Rồi cũng một vị phạm thiên biết, nhưng mà cái vị này lúc tái sanh người có nhớ được cái sự xuất gia của mình, là vị đạo sĩ mặc y bằng dục, rồi được mọi người tôn kính gọi là bậc A La Hán. Tại vị này cũng cái tâm phiền não tống cao ngã mạn sanh khởi, tự nghĩ tưởng phạm thiên nó mới nhắc nhở ông chưa phải là đạo hòa sĩ này, mới hỏi gì chứ. Ở thế giới con ngài đã đạt đến A La Hán, khả năng giảng giải A La Hán, cho nên là ông đạo này đã nỗ lực quyết chí đi tìm để gặp Đức Phật, và nhờ Đức Phật quán sát cái túc duyên ông ta đầy đà cái thọ mạng của ông ta hết. Cho nên Đức Phật chỉ khơi gợi nói lên một câu ngắn gọn, cho nên ai tuệ quán và ông ta chứng quả vị A-la-hán. Thì sau khi mà quả vị A-la-hán thì cũng cái hiểu biết cái tâm tánh của chúng sanh khác, và cái giáo hóa mà Đức Phật đã chúng sanh đạt đến đạo. Cái câu này là phần cuối trong cái phẩm thứ 6 này, và qua cái phần chánh kinh cũng như một số các cái phần chú giải thì cũng có chút ít những cái hiểu biết, cũng xin chia sẻ với cái lời Phật trong cái câu thứ 60 này. Đây thì cũng xin kính thỉnh cho tất cả quý vị cùng ngày hôm nay với phước báo này, cầu mong chư tùng đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý
vui tập và theo đạt đến an vui trong đài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Phật xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ tỳ kheo Pháp Thanh. Quý vị vừa nghe Pháp Sư Pháp Thanh ra cái thần thông, đó là thần thông tiến hóa, thần thông lý thuyết. Là 10 là kính thỉnh thì theo Nguyên Thông, theo Nguyên Thông cách trước mấy cái bài vài lời Phật dạy à. Thì theo không biết cách trước mấy không ạ? Dạ. Niệm Phật Thông. Xin tuân lệnh sư phụ thanh tâm, con nói bài lời về cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Riêng cái bài pháp số 60 Sangharava thì sư phụ Pháp Thanh đã giảng dạy tường tận ba loại thần. Chúng ta là những Phật tử và những tu sĩ thì đang Đức Phật đã dạy. Đây thì sự việc mà những tu hay tu sĩ xưa nay tu hành để đã, thì cái điều kiện cần thiết cho những người tu hành đó phải ly ác bất thiện pháp. Ác bất thiện pháp thì không thể chứng và chứng các đạo quả. Bởi vì vậy cho nên những người nào mà tu hành thì hiểu rằng bộ kinh sách đẹp là 20 A Tăng Thị Kiếp và 100.000 đại kiếp đất. Nói 20 A Tăng Thị Kiếp đó, không ngôn ngữ để mà nói chính xác như thế nào thì đức chúng ta tưởng tượng là 20 A Tăng Thị Kiếp như thế nào. Là mỗi chiều là một do tuần 6 cây số, ngang 16, dài 16, cao 16, trong đó chứa hột mè, mà cứ mỗi 100 năm, với 100 hộp mè, một hồ mè ra mà bỏ ra ngoài, bỏ cho hết cái thùng đó thì gọi là một A Tăng Thị Kiếp. Cái thí dụ thứ hai mà Đức Phật giảng dạy rằng cũng có một cái núi đá mỗi chiều 16 cây số, cứ mỗi một năm vị Phạm Thiên quét qua một cái, mà quét cho đến khi cái núi đá 16 cây số đặc như vậy biến tượng là thời gian nó bao nhiêu và bao nhiêu kiếp sống của trần gian này, thì đó là cái thời gian mà một vị chánh biến tri đi con đường trí tuệ là nó nhanh nhất là như thế. Những người mà đi con đường đức tin thì là 40 A Tăng Thị Kiếp. Tinh tấn Tăng Thị Kiếp thì chúng ta không có thể là mường tượng cái thời gian đạt đạo quả như thế nào. Còn khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong này trong kiếp thì ngài, khi mà ngài nói thì có nhiều người, nhiều trăm ngàn người chứng đắc, nhiều người mà ngài nói hoài không chứng đắc. Thì ngài mới đó mới hỏi ngài, thưa Thế Tôn, con khi mà con ở đại chùa Kỳ Viên này con thấy có nhiều
có đến rồi đi. Rồi họ đến thì chứng đắc rồi họ đi. Rồi sao không được ứng dụng này nữa. Nó chẳng mau biết. Ông còn có đi không? Dạ, làm sao đi? Thì con chỉ ra mua vé xe xích lô máy hoặc là xe Lambretta xe đồng. Con thì Đức Phật nói đúng vậy, nhưng mà ta để giảng dạy mà các cậu không đi, cậu đến chỗ kia thì khi có cờ bạc hay là có vui mà vui chơi suốt kiếp đến kiếp khác, cậu không có mua vé mà không lên xe xích lô thì làm sao đến Sài Gòn. Để cũng vậy, cái mà dễ vui như vậy đó là cái mà chúng ta không giữ giới, không ly dục, thì chúng ta mỗi người hãy tự nhìn vào cái tâm của chúng ta thì sẽ thấy tại sao mà chúng ta tu hoài mà không có chứng đắc. Là bởi vì hồi xưa đó những người tự có đức tu hành. Vì vậy cho nên cái việc mà tu hành có chơi, cái việc tu hành là một cái người hành giả đó phải thứ nhất là thấy được cái ích lợi của sự tu hành và cái ích lợi của sự mà giải thoát và cái ích lợi của cái không bị đọa địa ngục và không bị sa trong gai. Vì vậy cho nên bởi vì những người mà không có thấy rõ cái giáo pháp, không hiểu biết cái giáo pháp, biết cái giáo pháp không hiểu biết cái vị ngọt của giáo pháp, người đó sẽ không tu hành. Cho nên là trong kinh Phật có nói là pháp di diệu cha lành khéo dạy, danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt chứng vô biên. Là khi mà mình có độ pháp độ rồi, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì mình chứng đắc tức thì. Còn khi mà không có vượt thời gian vô biên là tại vì mình không lắng nghe, không hiểu rõ bỏ giáo pháp, vì gì không hiểu rõ giáo pháp. Letting go là buông ra những cái vướng mắc tiền dẫn. Thì bởi cái điều đó, người mà cái trực tâm có sự thành tâm một hoặc một cái đủ liêu ác bất thiện pháp để chứng sơ dị thì tam chứng thiện nhị sơ thì nhị thiện tam thiện không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sự hữu xứ phi tưởng phi là cái cõi là vô sắc giới. Là bởi vì tất cả những cái điều đó mà chúng ta không học hiểu thì chúng ta nghĩ rằng cái thân này là bền vững. Thưa chư vị, bền vững núi non không có bền vững tú, không có gì gì bền vững. Thường thường tới khi mà quý vị ngó shooting star sao băng vậy đó, là cái ngôi sao nó cách xa chúng ta hàng tỷ 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 năm ánh sáng. Rồi trong cái sự mà vận hành vận chuyển của nó cũng như trái đất quay xung quanh mặt trời vậy đó, thì một cái mảnh nào đó của cái ngôi sao nó rớt ra rồi nó tan biến ra trong không gian luôn thì chúng ta thấy gọi là sao băng. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái ngôi sao đó mà có lửa là tại sao, là bởi vì ánh sao đó mà khi chúng ta mở nó đến con mắt là cái hiện tượng đó đã cách đây mấy năm ánh sáng rồi, chục năm, hai chục năm ánh mà ánh sáng đi một giây là ba.
Thì vì vậy cho nên chúng ta nhìn thấy những điều là bởi vì chúng ta không có học biết mình sự tính nên quý vị. Cái giáo pháp học ở đây, sư phụ Pháp Thanh vừa mới giảng đó, thì giáo pháp đó bởi do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, nghĩa ra Đức Ngài dạy trong óc của Ngài, trong cái trí tuệ của Ngài mà khi giảng dạy, thì không có cần phải soạn bài, không cần phải có cần bản rồi chép. Và cái điều đó cho chúng ta thấy rằng người bảo kỳ lúc nào Ngài thấy cái duyên đầy đủ, Ngài đến và Ngài giảng dạy là từ trong cái giác của Ngài, từ trong cái chánh định của Ngài mà nói ra. Bởi vì khi mà Đức Phật mà muốn nhìn, muốn nói điều cái gì đó, thì Ngài nhìn như là trong đó cái chỉ, cái chánh định của Ngài chỉ cho Ngài biết là cái pháp nó như vậy, phải làm như vậy, hướng thể dụng của những pháp như vậy, và Ngài nói ra và không sai. Trên trần gian này có hai cái loại chân lý. Một cái loại chân lý thì nó thuộc về gọi là chế định là Bhañatti Sakya. Bhañatti là cái chế định là do nó đặt ra ngày sáng tối thước cây thì tất cả những cái đó có thể thước này nước khác khác nhau, nước này dùng mét thước, nước kia ta dùng những cái gỗ đế khắp mọi nơi, đúng từ xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, trong đó là cái gọi là chân đế. Và những cái điều đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho chúng con. Và nếu mà chúng ta không, chúng ta sẽ, bởi vì tất cả những điều khác nhau, tất cả sự hiểu biết của thâu nhập được từ mắt thấy tự nhiên. Bởi vì mỗi người khác nhau cho nên cùng một sự việc vậy, nhận ý thế này kia nó nhau, dầu khác nhau mà cái chất, cái hình dáng sự vật đó thì nó vẫn là như vậy. Khi mà chúng ta người không bằng lòng đồng lòng với ta, khác ý kiến rằng đó là tự sự việc là phải như vậy, làm họ khác khác nhau. Vì vậy nên cái người giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sẽ không bao giờ không với mình và không ngã hê khi người khác nó bằng lòng với mình. Vì vậy cho nên Ngài đã dạy, như Ngài Pháp Thanh hồi nãy có nói, Đức Phật vẫn dạy bay ra khi thấy chỉ có cái thấy. Cái thấy là cái thấy của đôi mắt nhìn thấy cái đồ vật, chứ không phải là cái thấy của một con người thấy để mà có tham đắm hay là sân si. Cho nên cái mà gọi là như thị, tiếng gọi là AC mà tham đắm hay thường có cái tâm trạng như là người đó sẽ có một cái trình độ, một căn quân tập để luôn luôn sống một cách chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm là khả năng nhận biết của các căn của chúng ta vô tương với trần cảnh, thấy sự vật như thị, thêm bớt, thêm mắm, thêm muối để mà yêu thương hay là ghét bỏ. Giáo pháp là nó xảy ra là như vậy, nhưng mà mỗi người nhìn dưới cái góc cạnh độ tu tập ánh khí của mỗi người khác
nhau. Cho nên khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy ngay cái bài giảng Dharavá và bài Chan Hú Tụi cái ngày hôm qua đó là cái bài Chanusani. Chanus là cái bài cũng vậy, mỗi cái người nó đều khác, cái thấy biết khác nhau do những cái tâm tính và cái góc cạnh mà chúng ta thấy sự vật. Vì vậy cho nên ở đây thì cái mà có ba loại thần thông này, một cái loại thần thông mà biến hóa đó là cái loại ta gọi là du hí thần thông, còn cái mà cái mọi người gọi là giáo hóa thần thông là cái thần thông đó của những bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ là người, cho nên người ta nói nên làm điều này, nên và nên là làm sao phải đạt được điều này và an tu. Gì thì đó là những lời